Anh em chờ tí để em sửa cái tên. Cảm ơn anh Chim Gosani vừa tặng bình luận viên 5.000 lượt coi. Cảm ơn anh. Đối thủ là game thủ Quang Đức, một game thủ có lẽ rằng là hơi vô danh. Có lẽ rằng cũng không khó để chị Boy có thể giành mấy chiến thắng. Nhưng mà vâng, đối thủ chạy cạnh tranh trực tiếp đến ngôi vé, vâng, cái vé vào vòng trong với game thủ chị Boy Kamachi Lớp cũng đã có chiến thắng 3-0 trước game thủ Quang Đức này rồi. Thì chị Boy cũng sẽ là người phải có được chiến thắng 3-0. Và quan trọng hơn hết là chờ đợi tình huống sẩy chân trước Kamachi Lớp, trước game thủ Tễu. Bởi vì trong trường hợp Kamachi Lớp để thua Tễu với bất kỳ tỷ số nào, nếu là tỷ số 3-2 thì chúng ta sẽ có được hệ số bằng nhau và khả năng sẽ có những tình huống đánh playoff. Còn nếu như Kamachi Lớp để thua Tễu với tỷ số là 3-1 thì nghiễm nhiên chị Boy sẽ có mặt ở vòng trong với hiệu số là cao hơn. Ở trong giải đấu lúc này thì tính đối đầu trước, thì nếu như bằng điểm chị Boy để thua Kamachi Lớp, Kamachi Lớp vâng, tôi đang nói tình huống mà Kamachi Lớp để thua Tễu nhá, thì Kamachi Lớp sẽ thua Tễu và Tễu thua chị Boy thì sẽ chuyển ra tính hiệu số, thì lúc đấy chị Boy sẽ là người có lợi. Nhưng đấy là câu chuyện mà Kamachi Lớp để sẩy chân trước Tễu thôi. Nó là một câu chuyện khó để có thể xảy ra khi Kamachi Lớp đang có quá nhiều những sự tự tin khi đã hạ gục được Chiboy, trong khi Tễu là một game thủ chắc chắn sẽ bị loạn. Tính đối đầu thì phải ba người bằng điểm mà. Ờ nhờ, đây này. Tính đối đầu thì phải ba người bằng điểm đúng không nhỉ? Thua Tễu nhưng mà Tễu bị loại rồi. Chắc là bị loại rồi. Vâng, thế thì đây, thắng Kamachi nhưng mà vẫn thằng Tễu chắc là bị loại rồi. Vâng, thế thì vâng, bị loại rồi. Xin lỗi tất cả mọi người, bị loại rồi. Chẳng còn cửa gì nữa. Tễu có thắng thì cũng vâng, Tễu để thua Kamachi Lớp, Tễu để thua Chiboy. À vâng, hình như là Tễu để nói chung là Tễu bị loại rồi, thì cái việc xét đối đầu giữa ba game thủ là không còn. Khoai cho Chiboy quá. Vâng, cái này thì có lẽ rằng mới nghe từ một phía, tới từ khán giả và ông Hải Radio thôi. Tôi thì chưa bao giờ tin ông này, nên tí nữa phải hỏi lại khán giả, à hỏi lại ban tổ chức. Nói chung là em sẽ cập nhật lại tình hình vâng, tình hình sống chết của chị Boy vâng, và mọi thứ cụ thể cho anh em. Nhịp tim của chị Boy là bao nhiêu phút trên giây? Vâng, còn thở không?
não còn hoạt động không? Em sẽ đưa, em sẽ cập nhật liên tục cho tất cả anh em về tình hình của chị Boy ở trong giải đấu lần này. Chưa biết được. Thực ra thì về các giải đấu lớn như những giải bóng đá các thứ thì người ta hay tính hiệu số trước chứ không ai tính đối đầu trước cả. Nên em cũng chưa quen lắm với cái việc đi tính đối đầu trước. Khá là lòng hoàng. Vâng, tùy ban tổ chức thôi. Tí nữa em sẽ cập nhật cho tình hình cho tất cả mọi người. Thế chắc chắn là camera chiếu lên trong nhỉ? Vâng, khả năng chi bòi bị loại là rất cao. Anh em chờ tí thì em đi chim lợn. Như vậy là theo thông tin em vừa nhận được trọng tài, đó là nếu như Teo thắng Kamachi Love thì ba game thủ sẽ bằng điểm nhau và chúng ta sẽ có tình huống tính đối đầu. Và đối đầu chắc chắn là bằng nhau rồi. Và sẽ phải tính hiệu số. Rất may mắn. Vâng, sẽ tính hiệu số ở trong giải đấu lần này dành cho ba game thủ nếu như Tếu là người thắng được Kamachi Love. Vâng, lúc đó sẽ tính hiệu số. Và tính hiệu số thì khả năng Tếu... Vâng, nếu như Tếu thắng được Kamachi Love 3-0 thì khả năng là Tếu cũng có thể có được vào mặt vào trong đấy, chưa biết như nào cả. Tếu ơi, cố lên. Tốt nhất là thắng 3-1. Thì lúc đấy hiệu số Kamachi Love sẽ là thấp hơn. Mọi thứ vẫn đang diễn ra căng thẳng. Và quan trọng hơn hết, chị Boy cần phải là người thắng được 3-0 trước game thủ Quang Đức. Một game thủ chắc chắn đã bị loại. Vâng, dù sao thì một game thủ vô danh khi ở trong một đấu trường có quá nhiều những game thủ chuyên nghiệp và đã nổi danh như thế này thì thực sự là quá khó. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng Tếu khả năng loại rất cao, bởi vì cái hiệu số của Tếu ở trong giải đấu lần này nó là thấp. Tếu đã để thua Chi Boy với tỷ số là 3-1. Vâng, nói chung là cũng chưa biết như nào cả. Đúng là Tếu, tôi nghĩ rằng nếu như mà Tếu thắng được Kamachi Love 3-0 thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Chưa nói trước điều gì. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những bất ngờ mà giải đấu này mang đến cho khán giả. 63-76. Bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Một trận đấu mà Chi Boy đang lấn át đối phương để có thể tìm kiếm được những chiến thắng đầu tiên. Bây giờ thì một chiến thắng đều là những... Vâng, thứ rất quan trọng. Tất nhiên rằng cơ hội đi tiếp dành cho Kamachi Love đó là cao nhất khi mà anh đã có toàn bộ những trận chiến thắng. Quyền quyết định không nằm trong tay Chi Boy nữa sau khi Chi Boy đã để thua Kamachi Love trong cuộc đối đầu trực tiếp.
Vâng, cái câu chuyện đấy nó chỉ xảy ra, em đặt lý thuyết là câu chuyện nó chỉ xảy ra nếu như Tếu thắng được Kamachi Love, còn nếu như Tếu mà thua thì chả còn chuyện gì để nói nữa cả. Nếu như mà thua thì nghiễm nhiên là Kamachi Love đầu bảng và có mặt ở vòng trong khi mà có cả 4 chiến thắng. Gami chỉ có set đối đầu với Thủy Linh. Quá chửa. Quay trở lại với trận đấu này thôi. Ô, các bạn thấy rằng Quang Đức vẫn đang đánh tốt anh nha. Vâng, bây giờ thì Chị Bòi đang rất hổ báo và cáo trồn lao lên. Đông Quân hơn hẳn, ngồi xổm Đông Quân hẳn, chơi thôi. Đúng sao không phải là một game thủ đánh giá cao. Và Chị Bòi đang có lợi thế hơn khi đánh ở một thế công. Ô, thăm lại là 57. Tân quân mới của Chi Bòi vẫn đang đều. Pha đấu quân mất rất nhiều quân từ cầu thủ đầu Chi Bòi. Đánh không được, vâng, đánh cần phải thật sự tập trung với, mặc dù không phải là một cầu thủ đánh giá cao, nhưng các bạn thì thấy rằng Quang Đức vẫn đang đánh rất tốt. Thảm lại của Chi Bòi chỉ là 57 thôi. Cần phải hết sức cẩn thận. Tham Lai, vâng, như Tham Lai đang đè dành cho Chị Bòi. Tiếp tục một tuần đi vòng để có thể móc vào các cơ sở làm ăn của đối phương và đứng gây áp lực liên tục lên nhà BA. Đây rồi, tuần đi quần tới từ game thủ Quang Đức. Quang Đức đánh cũng hề vớ vẩn một tí nào, các bạn có thể thấy rằng là Quang Đức vẫn đang đánh rất ghê khi đối đầu với game thủ Hello Chip Boy. Vâng, đúng là không hề đơn giản, tất cả những game thủ ở đây đều không đơn giản chút nào cả. Đánh cũng rất khủng khiếp, mặc dù Quang Đức là một cái tên mà chắc chắn đã bị loại, nhưng rõ ràng nó vẫn đã khiến cho Chip Boy gặp tương đối nhiều khó khăn. Nhưng đây sẽ là một tuần ốp A mà có lẽ rằng Quang Đức sẽ không thể nào có thể đỡ nổi. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho game thủ Hello Chip Boy khi đối đầu với game thủ Quang Đức. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi mỗi phút để đến với trận đấu thứ hai.